Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với mục trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, gần đây Phương Mai có nghe được một câu nói như thế này: bộ quần áo vừa che đậy vừa vạch trần con người. Có vẻ như trong đời sống hiện đại thì những bộ trang phục phù hợp đang dần trở nên hết sức quan trọng đối với chúng ta, phải không nào? Và đặc biệt đối với những nữ doanh nhân thì những bộ trang phục đẹp ngoài là cách để họ thể hiện cá tính cũng như đẳng cấp của mình thì cũng có thể được coi là một trong những yếu tố để dẫn đến thành công của họ nữa. Nhận định này là đúng hay sai, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua cuộc trò chuyện với hai vị khách mời của chương trình nhé. Xin được chào mừng hai chị. Chào chị, mời chị ngồi. Chào chị. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn vị khách mời đầu tiên của chương trình, nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Chào Phương Mai và xin chào khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Và ngồi cạnh chị Thủy Nguyễn là chị Thu Hương, Á hậu Mrs. World năm 2012 và đồng thời cũng là tổng giám đốc công ty truyền thông Nam Hương. Xin được chào mừng chị đến với chương trình. Xin chào Phương Mai, xin chào quý vị khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Điểm đầu tiên mà Phương Mai nhận thấy ở hai vị khách mời ngày hôm nay là hai bộ trang phục hết sức lộng lẫy, rất là cầu kỳ. Không biết là chị Thu Hương bình thường khi mà đến với bất kỳ sự kiện nào, chị dành bao nhiêu lâu để mà chuẩn bị cho mình ạ? Ngày hôm nay thì khi được Vui Sống Mỗi Ngày mời đến để chia sẻ về chủ đề liên quan đến thời trang dành cho nữ doanh nhân, thì thực ra Hương mặc trang phục đi làm của Hương đến đây bởi vì Hương nghĩ rằng chương trình muốn xem là các doanh nhân khi họ đi làm họ sẽ mặc trang phục như thế nào. Wow, tức là bình thường doanh đúng nhân rồi. Hương lộng lẫy thế này ạ? Hương không nghĩ đây là một sự lộng lẫy, Hương nghĩ đây là cái sự lịch sự cần thiết, đúng không ạ? Và tôn lên vẻ đẹp cần phải có. Chắc chắn là trong tủ quần áo của mỗi nữ doanh nhân thì cũng phải có một vài trang phục mà họ có thể sẵn sàng đem đi và mặc ở bất cứ một sự kiện nào. Thì theo chị thì có một số gọi là item thế nào, thời trang nào thì nên có, ít nhất là nên có ở trong tủ quần áo của mỗi nữ doanh nhân. Đối với nữ doanh nhân á, thì có những thứ họ không thể thiếu. Ví dụ một bộ vest. Vâng. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì bộ vest cũng có thể cứu họ. An toàn nhất, đúng không? An toàn nhất cho an toàn. Vâng. Thứ hai nữa, họ không nên thiếu một chiếc khăn quàng. Trong trường hợp mà họ đi dự một cái event thời tiết lạnh ở trong phòng, họ có một chiếc khăn quàng sẽ cảm thấy họ yên tâm hơn, đúng không? Một chiếc váy dạ hội, nếu không phải là một người thường xuyên đi dạ hội thì chiếc váy dạ hội có thể là màu đen. Phải không Thùy? Vâng. Sẽ là an toàn nhất. Hương thấy rằng là trắng này, đen này, đỏ này, đúng không? Những màu cơ bản là nên có. Hay là chiếc đầm cocktail thì người ta cũng nên cần phải có. Đó là những thứ mà nếu như để cho mình đi nước ngoài hoặc là đi dự, mình nên có để cho mình cảm thấy an toàn hơn. Vâng. Đột xuất mình có một cái event, người ta nói là hôm nay dạ tiệc thì cũng có một cái bộ dạ tiệc. Còn với những người cầu kỳ thì không nói rồi. Nhưng mà kinh nghiệm để đi ra nước ngoài, một bộ áo dài. Trong trường hợp phải đi ra nước ngoài thì cũng cần phải có để bất kỳ trường hợp nào mình cũng có thể, đúng không Thùy? Em thì em có thêm một cái kinh nghiệm nữa rằng là chúng ta nên mang theo những phụ kiện. Bởi vì phụ kiện nó cũng rất là cứu cánh cho mình khi những bộ đầm rất đơn giản mình có thể mặc đi làm, mình có thể mặc đi ra ngoài đường, nhưng khi phụ kiện đẹp vào thì mình vẫn có thể dự được cocktail ăn tiệc buổi tối. Những phụ kiện như thế nào ạ? Tại vì bây giờ Phương Mai thấy rằng xu hướng sử dụng phụ kiện của mình cũng rất là đa dạng. Có những bộ phụ kiện rất là lớn, có những bộ phụ kiện thì hình dáng khá là nghịch ngợm. Thì không biết là liệu nó có phù hợp với những nữ doanh nhân của chúng ta không? Thật là bất công nếu như những nữ doanh nhân không được phép ăn trưng diện cũng như là chạy theo xu hướng, đúng không ạ? Thật ra là phụ kiện cũng giống như quần áo thôi, mình cũng phải lựa chọn theo đúng với phong cách của mình và đúng với những nơi mà mình sẽ đến, chứ không thể nào mà một người mà đã 70 tuổi rồi lè lẹt rồi các loại vòng to vòng nhỏ thì cũng không được. Thật ra mà điều này nữa còn phải đi theo nó gọi là từng cấp độ đấy. Có những người họ đeo phụ kiện vào thì mình thấy hoàn toàn hợp lý bởi vì họ đã người đã quen nhìn cái người đó với cái hình ảnh đấy rồi. Ở trên thế giới có những người phụ nữ mà họ được gọi là nữ hoàng phụ kiện. Họ đeo trên người bao nhiêu thứ vẫn không cảm thấy có vấn đề, đúng không? Nhưng cũng có những người không bao giờ đeo mà họ đeo vào thấy chật lấp. Thì Hương nghĩ rằng cái đó cũng phải cả một cái quá trình mà người ta phải học hỏi và quan sát. Nhưng với những người mà không quá cầu kỳ, hoặc như bản thân Hương thì là một người không quá đeo nhiều thứ lên người, thì theo như kinh nghiệm thông thường thì mình nên đeo làm sao để trông cho nó phù hợp. Ví dụ như Thủy mặc chiếc váy rất là trơn thì đeo một cái chiếc vòng phụ kiện, như vậy nó khiến cho cái bộ trang phục trở nên ấn tượng, mà cá tính phải có phụ kiện thì giống như là một cô gái đẹp và được tô son điểm phấn vậy đó. Và không thể phụ nữ mà thiếu phụ kiện thật là buồn. Nhưng mà chị Thu Hương, chị Thủy ạ, giá mà người phụ nữ nào đi làm công sở cũng được thời trang nha chị, chứ Phương Mai thấy nhiều người cũng chọn cho mình những bộ trang phục dường như là quá an toàn đi. Ví dụ như họ lúc nào cũng đóng bộ mình trong những bộ vest. Phương Mai biết là vest là những bộ trang phục hết sức cần thiết cho những nữ doanh nhân, họ thể hiện đẳng cấp này rồi thể hiện sự hiểu biết rất an toàn. Nhưng mà liệu có quá nhàm chán không, nếu như ngày nào cũng đến công sở với áo sơ mi trắng, với quần tây đen và chiếc áo vest đen,
Mình cũng rất là khuyên những khách hàng và những doanh nhân rằng là phải thay đổi bản thân mình, bởi vì những cái mà cứ lặp đi lặp lại gây cho mình nhàm chán, gây cho những người xung quanh mình nhàm chán. Và khi mình phải thay đổi thì cũng không phải nào mà nói rất là thay đổi là ngay ngày mai có thể thay đổi được, nhưng hàng ngày mỗi lần mình hãy nhìn nhận là à, người ta mặc như thế kia, tại sao mình không mặc được. Và cũng nên thử thay đổi bằng cách không phải là vest theo kiểu form, kiểu cứng nhắc như ngày xưa, mà bây giờ là khoác như kiểu vest, hoặc là sẽ thêm vào những chiếc khăn hay là phụ kiện hay là những cái cài áo, thì nó sẽ thay đổi diện mạo nhiều hơn. Rất nhiều yếu tố như vẻ bề ngoài, ngôn ngữ hay thói quen làm việc có thể giúp bạn ghi điểm về lòng tin đối với khách hàng trong kinh doanh. Không cần đến lời nói, qua bộ trang phục, nữ doanh nhân sẽ giới thiệu với những người xung quanh về bản thân mình là người cẩn trọng hay phóng khoáng, chỉn chu hay sáng tạo. Thậm chí, qua bộ trang phục của người giám đốc, người ta có thể đoán biết về bản thân công ty và đối tác. Thế Phương Mai thấy bây giờ những bộ vest hoặc là những bộ đồng công sở ấy, cũng nhiều bộ cũng khá là táo bạo, khá là sexy, không biết là chị Thu Hương chị có dám khoác lên mình những bộ trang phục như vậy không? Những người nữ doanh nhân là những người hoàn toàn có thể quyết định được mình mặc gì và mặc như thế nào. Chỉ có điều là họ nhiều khi không vượt được qua cái thói quen của bản thân mình. Họ ngại rằng là thay đổi như vậy có làm cho mọi người thấy mình kịch cỡm hay không. Và khi họ đã thử sự thay đổi thì họ hoàn toàn bất ngờ, bởi vì thấy rằng ô, cái này cũng đẹp, cái này cũng mới, và hóa ra họ có thể mặc được những trang phục như vậy. Còn trước đây thì vì không có người tư vấn cho nên họ sợ mặc sai. Và khi mặc sai tốt nhất họ mặc theo kiểu an toàn. Còn những sự trợ giúp đắc lực của hàng hiệu thì sao? Những món hàng hiệu liệu có sẽ góp phần làm tôn thêm đẳng cấp của những nữ doanh nhân không? Có rất nhiều các nữ doanh nhân họ mặc lên trên người những cái mẫu trang phục hàng hiệu, nhưng mà nó thiếu cái sự tinh tế, nó bị over. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng sự kết hợp giữa hàng hiệu và các cái nhà thiết kế thời trang đôi khi cũng là rất là hợp lý. Chúng ta có thể có những chiếc túi rất là đẹp, rất đắt tiền, và những cái bộ trang phục do chính những nhà thiết kế trong nước thiết kế. Có lẽ là nó cũng không kém phần hấp dẫn, đúng không ạ? Không biết Thủy thì như thế nào, còn tôi thì rất là chuộng các mẫu thiết kế của các nhà thiết kế trong nước. Theo tôi thì cái chuyện hàng hiệu hay là nhà thiết kế thì thật ra là nó không phải là vấn đề lớn. Nhưng mà mình phải hiểu một vấn đề nữa là khi mà hàng hiệu là hầu như là hàng hiệu là của châu Âu. Và châu Âu thì họ dành cho là khách hàng lớn của họ. Thì có những cái form dáng nó không vào được với người Việt Nam mình, nó không phù hợp với người Việt Nam mình, và mình tưởng rằng là nó phù hợp, nhưng thực chất là khi mà mặc vào thì cái form nó không được vào đúng. Thì chính vì vậy đâm ra là mới trợ giúp, nhờ các nữ doanh nhân mới nhờ đến sự trợ giúp của những nhà thiết kế Việt Nam, thì cái form người mình nó đúng hơn, và cái chất liệu của người đúng hơn, và cái văn hóa mình hiểu nhau hơn. Thì tôi nghĩ ra là những cái đấy là một cái nét rất là riêng để cho những nữ doanh nhân có sự lựa chọn. Phương Mai nghĩ rằng khi mà mình đã trở thành một chủ doanh nghiệp rồi đi, đã trở thành một nữ tổng giám đốc đi, thì chắc là mình cũng không nên quá đơn giản, quá giản dị trong việc lựa chọn túi sách và giày, đúng không ạ? Bản thân đôi giày của mình á, mình chọn sai á, thì nó là một cái sự báo hại rất là lớn, thì mình phải đi một cái đường trường rất dài. Cái hình dung là bước đi của mình tập tễnh vì mình quá đau chân. Thì những cái đó là những cái mà rất là tinh tế. Thứ hai là những chiếc túi sách. Những túi sách chúng ta chứa đựng cả thời gian của chúng ta ở trong đó cũng rất quan trọng, đúng không ạ? Bằng túi sách nào đi với bộ trang phục ra sao, thì Hương nghĩ cái đó nó cũng cần phải, cũng hơi cầu kỳ một chút. Trong mỹ thuật nó cũng có một cái là đi đơn giản thì đi với phức tạp. Thường thì ví dụ như mình mặc một cái áo đơn giản thì mình thích một cái váy ở dưới rất là phức tạp. Hoặc là khi mình mặc một bộ đồ nó đơn giản thì mình thích một cái túi nó phức tạp. Đó thì bao giờ có những cái khúc mắc ở trong vấn đề đấy gọi là mỹ thuật. Đấy thì mình nghĩ ra là cũng phải có những cái phối hợp rất là ăn ý, thì đấy là do tính cách của từng người. Có những người hoặc là có những từng vùng họ rất thích nhiều thứ. Đấy là cả một vùng, không phải là chỉ một người. Mà cả một vùng họ thích nhiều thứ. Họ thích cả khuyên tai, cả nhẫn, cả vòng, cả váy, cả túi, cả giày. Đấy thì đấy là do đặc điểm của từng vùng nữa. Rồi cái cách kết hợp màu sắc thì sao ạ? Liệu chúng ta có cần phải suy nghĩ quá nhiều đến tuổi tác, rồi đến vị trí công việc của chúng ta trong việc kết hợp màu sắc không ạ? Có chứ. Ví dụ như là một chiếc giày mà màu kem á, thì giày đó rất là dễ dùng cho tất cả những cái màu trang phục khác, để nó dung hòa được giữa túi sách, quần áo, trang phục. Rồi thậm chí chiếc giày, đôi giày ở trên, nếu mà quần áo của mình đơn giản thì giày của mình có thể có quyền cầu kỳ và tạo ra được cái sức ngay ở chiếc đôi giày đó. Túi sách cũng vậy, và kính mắt cũng rất quan trọng. Kính mắt nó sẽ đi hợp với quần áo cũng có, hay là túi sách cũng có, nhưng mà kính thì nó dễ hơn, và không cần phải mỗi một lúc lại một kiểu kính, như trừ khi là mình là người quá cầu kỳ. Nhưng rõ ràng muốn tạo ra cá tính cho khuôn mặt thì gọng kính
sẽ tạo cho mình cái sự hấp dẫn hơn. Nghe chị Thu Hương kể chuyện thế này là Phương Mai đang dần dần tưởng tượng ra được tủ quần áo của chị Thu Hương khủng khiếp như thế nào. Và có bao giờ chị Thu Hương nghĩ là mình cần phải ăn mặc như thế nào để người ta nhìn vào và là biết ngay chị là sếp không? Nhiều người, chị Thu Hương ạ, Phương Mai nhìn thấy nếu mà người ta không giới thiệu người ta là sếp á, thì người khác sẽ nghĩ người ta là nhân viên. Chị có cảm thấy mình cần thiết không? Khi Phương Mai bước vào công ty của chị thì chắc chắn phải biết rằng đây là người mà mình cần phải kính cẩn cúi chào rồi, và những cô gái khác thì chưa chắc mình đã cần như thế, đúng không ạ? Lần đầu tiên gặp chị em có nghĩ chị là sếp không?